vlog cái quê bánh chặt đó các anh chị em, anh em mê chim phải không các anh em ha. Thì như anh em thấy đó, có một số bạn hỏi bịp giá bao nhiêu tiền, thì cái câu trả lời đó bên phía các bạn cho mình chút xíu ha, thời gian mình sẽ trả lời cho bạn không biết. Chứ thì theo mọi người, nếu người ta thích thì con bìm bẹp nó sẽ giá trị khác, và quan trọng là cái cách anh em chăm sóc như thế nào thì nó cũng có giá trị nha anh em. Như cái con bìm bẹp mà anh em mới vừa bắt về cái độc anh em bán thì tất nhiên cái giá nó là vàng giống như giá thật, hay là cái giá để anh em dùng thử. Như anh em thấy mình thấy không đó, mình phơi cho chim nó tắm nắng xong rồi chùi rửa máng, và cái máng này chứ sao mình rửa chút nha, để thấy nó dơ lắm đó. Và anh em thấy mấy cái máng nhỏ nha, mấy cái hũ nhỏ nhỏ nó lại hũ thức ăn cũng phải rửa hàng ngày luôn rồi đó. Đó rồi mình tắm chim, mình phơi nắng xong rồi mình tắm chim, rồi mình dội chuồng chạy cho nó sạch sẽ ha, để chim nó không có bị bệnh ha. Rồi tắm chim thì anh em cái dòi nước nè, cứ sạch tiếp cho con chim luôn ha, để cho mấy con chim nó dễ ha, không có gì sợ nè. Anh em phải không, cho mấy con chim nha anh em, để cho con chim nó không có gì dạng, nó dạng cho mấy chim của em. Thì anh em phải phơi ngoài nắng nha anh em, để cho con chim nó lẹ khô ha, chứ anh em tắm thứ của em mà anh em đem cho con mát, anh em để là nó lạnh con chim nha anh em. Rồi chút xíu mình sẽ cho anh em coi một con bìm bẹp nó ăn bao nhiêu con ốc ha, cho anh em biết một con bìm nó ăn bao nhiêu con ốc, để anh em biết được cái giá trị của bìm bẹp là khoảng bao nhiêu tiền. Mà nhiều rồi á, mà nói thiệt thì trung bình hồi mình bán con bìm bẹp vậy là 1 triệu rưỡi hay là 500 ngàn, chứ mình không có bán con nào 100, 200 ngàn hết á. Là anh em biết sao không, đổ xăng mà đi bắt và đi lựa con bìm bẹp nó về nó hay đó thì khác, còn như người ta đặt lưới hay người ta dùng mấy cái bẫy chuột anh em, người ta bẫy người ta bắt, thì những con bìm bẹp đó là nó đói, hay là nuôi trong cái vấn đề mà không chăm sóc nó khác. Anh em thấy không, chi hút số lãi là nhiêu tiền rồi, nhiên rồi mà trong vòng nó là coi như là bao nhiêu lâu nó số lãi, mà cái con bìm bẹp con đó là nó 2 tháng mấy rồi đó, mà mình số lãi nó 2 lần rồi đó. Rồi cái chuồng bên kia nó bìm bẹp đó là mình nuôi nó 3 mấy 4 tháng rồi đó, mà mình số lãi bao nhiêu, số lãi nó mấy lần rồi. Rồi 2 con bìm bẹp thì mình cũng số lãi nó 2 lần rồi anh em đó, nước nồi anh em thấy không, bỏ thời gian chăm sóc. Nhiều bạn nói trời ơi chả ông chịu, ông không chịu bán, không chịu con, là hỏi bạn mấy bạn chứ ăn uống bao nhiêu. Rồi chút xíu mình sẽ bây giờ mình chọn nhịp này vô anh em ha, rồi chút xíu mình sẽ quay cái cảnh mình cho bìm bẹp nó ăn cho anh em thấy một con bìm bẹp nó ăn bao nhiêu nha anh em, một lần ăn nó ăn bao nhiêu anh em ha. Vlog cái quên mình gặp đó các bạn, bây giờ mình chuẩn bị cho bìm bẹp ăn các bạn ha. Thì chỗ mình để bìm bẹp bên hông nhà nha các bạn, nè các bạn, nè các bạn, bây giờ là nè các bạn, thì bên hông nhà mình nha các bạn đó, mình để mấy bàn quán cà phê ha, như các bạn thấy mình để mấy bàn quán cà phê các bạn đó. Rồi là thấy mấy cái lồng không các bạn đó, mấy cái lồng mình chú bị bẹp trong đó các bạn ha, đó nè các bạn ha. Đây là tập quá nhà nha các bạn, tập quá nhà thì mình vừa coi nhà ở ngoài trước đó các bạn, các bạn cho các bạn coi khung cảnh nhà chơi các bạn ha. Mình chán các bạn muốn ăn gì cũng có ha, nước ngọt dầu xả đâu bao la nha bạn, các bạn đó thì mình để lòng bìm bẹp đây ha bạn ha. À các bạn, cái con bìm bẹp này nó chuẩn bị nó gần già nha các bạn, con mắt nó gần đỏ rồi ha, chứ chưa đỏ nha các bạn, mắt gần đỏ rồi. Còn con bìm bẹp này thì mắt đỏ rồi ha bạn ha, mắt đỏ là già đó nha các bạn, đẹp luôn. Rồi bên kia là con bìm bẹp non các bạn ha. Và bây giờ ốc ở đây là mình chuẩn bị cho bìm bẹp ăn rồi các bạn. Đó, mình sẽ lựa chọn những con ốc bự bự vậy ha. Nè các bạn. Đó, đợi chút xíu mình sẽ cho các bạn coi là một con bìm bẹp ăn bao nhiêu con ốc các bạn ha. Đó. Con ốc này mình sẽ lấy ra, rồi đầu mình sẽ rửa với nước này nha các bạn. Cái thau này thau nước để mình rửa cho sạch nha, để chống bìm bẹp ăn bệnh ha các bạn ha. Chứ thứ hai là con bìm bẹp mà nó ăn cái mài ốc này nè các bạn, nó ăn dính cái mài ốc là không tốt cho các bạn, nó sẽ tiêu hóa không được và lúc đó nó ói cũng không được các bạn ha. Để nuôi bìm bẹp tốt hơn thì các bạn nên cho nó ăn đầy đủ nha các bạn. Thì bữa nay mình làm cái clip này, nói tiếp clip này là nuôi dưỡng bìm bẹp ha.
thì để cho các bạn coi biết con bị bẹp là nó ăn uống bao nhiêu các bạn ha. Nè ra nó đói rồi, nó chổng đầu, nó chổng cẳng, nó coi mình nó đòi mình ăn nè các bạn. Đó lên cánh quá trời các bạn ha. Đây đó, nó đòi ăn ghi ốc ghét các bạn ha. Đó khi mình nuôi đây nè các bạn, mình di chuyển mấy cái lồng này nè các bạn, ra vô ha, sáng kinh ra chiều kinh vô các bạn, để cho con chim nó dạng nha các bạn. Mình không có đặt cái chuồng chết nha các bạn, mình không có đặt chuồng chết bởi vậy chim mình lẹ dạng lắm các bạn ơi. Đó chim mình nó lẹ dạng lắm, mình kinh tới kinh lui hoài các bạn. Thành ra sau này về các bạn mà có đi đánh mà bằng lo các bạn thì rất là tuyệt vời nha các bạn, khỏi sợ chim nhé nha các bạn ha. Thì giờ là mình không làm mất thời gian các bạn nữa, giờ mình sẽ quay cái cảnh là một con mình bẹp nó ăn bao nhiêu màu nha các bạn, bao nhiêu con ốc ha các bạn ha. Chúng ta cho mình kẹp nó ăn nha các bạn. Thì cái thao này mình cũng ốc ha, cái vỏ ốc bỏ nha. Rồi cái thao này nước bạn ơi. Bây giờ đầu tiên mình sẽ xuất phát cho con này nó ăn bao nhiêu ốc nha các bạn. Các bạn cùng ủng hộ mình ha. Bây giờ tới con thứ tư nha các bạn. Tới con thứ tư nha các bạn. Đó là hai nó nuốt rồi không ạ? Tới con thứ năm ha. Đây các bạn. Đây các bạn, con thứ sáu nha các bạn. Con thứ bảy nè các bạn. Con thứ bảy bắt đầu anh bỏ chạy vào thấy không? Nó ăn thôi các bạn. Con bảy ha, con thứ tám nè các bạn. Con thứ 8 các bạn ha. Con thứ 9 nè các bạn. Video này mình không cắt sửa lúc phần gan nha các bạn. Mình chỉ gáp video thôi nha các bạn. Nè, con thứ 9 nè các bạn. Cái tỷ gần nó à, nó cà quơ các bạn. Rồi bây giờ mình tiếp tục con thứ 10 bỏ vô nha các bạn. Có con thứ 10 mà. Vậy là con đầu tiên ha. Nó ăn được 9 con. Mình còn bỏ 1 con trong máng ha các bạn. Bây giờ mình tiếp tục cho con này ăn nó bao nhiêu con nha các bạn. Thế con thứ 2 nha các bạn, ăn bao nhiêu con nha các bạn. Con thứ nhất. Ủa coi cái con thứ 2 nha các bạn. Các bạn thấy không, mình rửa rất là sạch sẽ ha. Nè các bạn. Con 1 con đầu tiên ha các bạn ha. Hai con nha các bạn. Nè, hai con ha bạn ha. Rất là lẹ nha bạn, nó dành giật cho mình ăn tốc độ nha bạn. Hai con ha bạn ha. Con thứ ba nha các bạn. Bạn ăn các bạn. Ăn rất là lẹ nha các bạn. Con thứ tư nha các bạn. Con thứ tư các bạn ha. Nha các bạn. Con thứ tư nha các bạn. Rồi con thứ năm nha các bạn.
cái năm các bạn ơi. Còn thứ 6 nha các bạn. Đây là con thứ 6 các bạn. Con thứ 7 nha các bạn. Con thứ 7 các bạn. Nó ăn luôn ha các bạn. Rồi tới con thứ 8 các bạn ha. Con thứ 8 các bạn. Đây còn thứ 9 nha các bạn. Bị bẹp này có khi nó đói các bạn, một lần nó ăn 15 16 con mà con 9 rồi ha. Đây các bạn, nó ăn con 9 mà nó vẫn còn nuốt hào hào ha các bạn ha. Con thứ 10 nha các bạn. Nó chưa gan nha các bạn. Đó nó chưa gan. Dạ, con thứ 11 nha các bạn. Nó chuẩn bị nó ra ăn cho nó ăn các bạn ơi. Đó giờ nó ăn con thứ 10 rồi các bạn. Ăn con thứ 11 luôn các bạn thấy không các bạn. Con thứ 12 nha các bạn. Tại nó no rồi, nó sẽ ra bộ nó làm eo nó chạy trong nhưng mà không mà các bạn bỏ vô nó vẫn ăn các bạn ha. Con thứ 11 ha, con thứ 12 các bạn. Sao à? Mình bỏ con thứ 12 các bạn ha. Hỏi con bên đây hồi nãy mình biến với con thứ 10 á là mình còn đây hai con các bạn, mà giờ nó ăn hết luôn rồi các bạn. À, bây giờ mình bỏ đây con thứ 12 ha, mình bỏ con thứ 10 ha. Bây giờ mình bỏ tiếp bên đây hai con nữa ha các bạn ha. Coi lát rồi còn con gì không nha các bạn. Hồi nãy nó ăn tới con thứ 8 nó ngưng các bạn. Rồi mình bỏ vô hai con phụ á là nó cũng đang ăn con thứ 10 luôn rồi đó ha. Và con thứ 11 bên đây của bên đây nha các bạn ha. Dạ bạn ạ. Con này con thứ 12 của đây nha bạn. Hai con này mỗi con thứ 12 hết rồi nha các bạn. Đó, anh vẫn còn ăn đó nha các bạn, thấy không ạ? Đó, anh ăn hết hai cục luôn các bạn ha. Đó, anh ăn là con thứ 12 hết rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt cho cái con đầu tiên, con thứ 13 nha các bạn. Nha bạn. Con ốc thứ 13 vẫn còn ăn các bạn thấy không ạ. Mình cản mình cắt con thứ 14 luôn ha các bạn thấy không. Đây con thứ 14 đây. Rồi để tiếp yên như vậy đi, một chút xíu mình sẽ đảo ra ha bạn ha. Dạ mình sẽ coi các bạn coi con đầu tiên nó ăn bao nhiêu để các bạn nói nhiều khi hai con nó đói nó ăn vậy thôi. Bây giờ cũng như vậy ha, mình sẽ cho con này ăn tiếp cho các bạn. Đây cho các bạn coi con này con cho các bạn. Các bạn nói nó ăn không đều ha, chuyện nó đói ha, mình không có đói nha các bạn. Một ngày mình cho nó ăn 3 lần. Ăn uống đều đậu ha, rửa sạch rồi mới cho nó ăn nha các bạn. Đây nè các bạn. Con thứ nhất cho các bạn. Tới con thứ hai các bạn ơi. Cái video này mình xin lỗi nha, mình nó hơi dài dòng nha, tại mình cho các bạn chứng minh các bạn thấy nó ăn trực tiếp bao nhiêu con á. Thành ra mình không có cắt video phút này ha, phút cho nó ăn đếm bao nhiêu con mình không cắt ha. Nè con thứ hai nha các bạn. Cái con này nó nhu mì lắm các bạn. Mình đưa mồi tới là nó ngậm từ từ nó mới ăn nha các bạn. Tại nó sợ, giống như nó sợ mình đau á. Có mấy lần nó mổ, mình đưa vô nó mổ trúng đầu tay mình, nó ngón tay mình á, đau quá. Anh em mình có nạt nó. Rồi bây giờ nó chỉ ngậm thôi các bạn. Nè các bạn. Nó ăn uống nó không có giành giật mấy con kia các bạn ha. Nè các bạn thấy không? Ăn uống từ từ đơn giản các bạn ha. Là con này thứ ba nha các bạn. Con thứ tư.
bạn, con này con thứ 5 các bạn ha. Nó chạy trong nó ăn các bạn. Con ở 6 các bạn ha. Con thứ 7 nha các bạn. Đó là tới con thứ 8 nha các bạn. Con thứ 8 nha các bạn. Các bạn thấy nó ăn không ạ? Con thứ 9 nha các bạn ha. Con thứ 9 nha các bạn ha. Rồi tới con thứ 10 nha các bạn. Nó làm mất anh con hả bạn? Con thứ 11 hả bạn ha? Con thứ 12 nha các bạn. Con thứ 13 nha các bạn. Con thứ 13 đó các bạn. Con thứ 14 nha các bạn. Con thứ 15 ha các bạn ha. Rồi bây giờ mình bỏ con thứ 16 mình ngưng nha các bạn. Mình thấy nó ẹ nha các bạn. Các bạn lưu ý nha, các bạn lưu ý nha, nhớ cho chim nó ăn no nha các bạn. Chim nó ăn no thì nó mới có sức nó kêu các bạn ha. Thì nó mới dạng nha các bạn. Khi mà nó đói thì nó trở nên nó hoảng sợ nha các bạn. Thì chim nó sẽ bị nhát các bạn ha. Thì tới đây vlog cái quay mến gửi tới mọi người một lời chúc và cảm ơn sâu sắc tới mọi người đã ủng hộ kênh vlog cái quê mọi người ha. Thì mọi người thấy đó, một lần con chim nó ăn 13 14 con ốc như vậy mà một ngày nó ăn 3 lần mọi người, rồi mình tắm rửa nó ha. Rồi bỏ công sức ra chăm sóc 4 năm tháng trời thì con chim nó mới dạng và các bạn mới kẹp lo đánh được ha. Thì hỏi thử hỏi các bạn, đúng là các bạn bỏ ra số tiền bao nhiêu chơi như 500 tới 1 triệu là đúng là rẻ hay mắc các bạn. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn thời gian qua ủng hộ kênh vlog cái quê chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình sẽ ra video liên tục, có gì các bạn ủng hộ mình nha các bạn. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn.